Chuyển sang thông tin quan trọng khác, hôm qua 18 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông do Thứ trưởng Phan Tâm, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Mết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cùng các thành viên trong ban chỉ huy đã tiếp và làm việc với đoàn. Trong những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm cho tình hình thiên tai khốc liệt hơn. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng đã xảy ra một vụ hạn hán nghiêm trọng, 5 đợt mưa đá, 22 đợt mưa lớn kèm lốc xoáy, một vụ sét đánh, một đợt ngập lụt làm 3 người chết, 2 người bị thương, 221 nhà và 11 trang trại bị tốc mái, hư hại, 900 hectare lúa, 1.300 hectare rau màu bị thiệt hại, 31.000 hectare cây công nghiệp bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 242 tỷ đồng. Nhằm ứng phó với thiên tai, Lâm Đồng đã thành lập ban chỉ huy và ban hành các quy chế, văn bản, triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời như đảm bảo an toàn mùa mưa lũ, phát triển ao hồ nhỏ, kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng. Riêng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức ứng phó thiên tai với việc triển khai các kế hoạch cụ thể, kiểm tra đồn đốc các địa phương, trực theo dõi diễn biến khi có thiên tai, xây dựng quy chế phối hợp với các công ty thủy điện để vận hành các hồ chứa, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai, có chế độ trực ban chặt chẽ. Với phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, Lâm Đồng đã giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai, an toàn và khắc phục hậu quả trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, công tác dự báo, cảnh báo được thực hiện kịp thời. Riêng ngành thông tin và truyền thông Lâm Đồng đã huy động nhân lực, vật lực đảm bảo thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, các cơ quan báo chí xây dựng phương án kế hoạch sát thực với việc bố trí lực lượng trực, vận chuyển thư báo, đăng phát thông tin, xử lý các tình huống liên quan. Tại buổi làm việc, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các cơ quan trung ương hỗ trợ kinh phí cho các địa phương triển khai đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa phương làm công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Cần hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chủ động phòng chống thiên tai sẽ hiệu quả hơn là khắc phục hậu quả. Đồng thời, cần hỗ trợ thời điểm và kịp thời theo đặc điểm từng vùng sinh thái, chứ không nên áp dụng chung cho cả nước. Đề nghị lắp đặt trạm đo mưa tự động theo hình thức thuê bao dịch vụ, yêu cầu công ty thủy điện Đà Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My có biện pháp để xả nước hồ Đơn Dương về sông Đa Nhiêm để duy trì dòng chảy sau đập theo quy định. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai của tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận những kiến nghị của Lâm Đồng để báo cáo lên cấp trên, đồng thời Lâm Đồng cần nâng cao công tác tuyên truyền, chú trọng công tác diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm các quy định về đê điều, chỉ đạo các đơn vị viễn thông tham gia nhiều hơn nữa về công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Bộ Công Thương cũng sẽ chú trọng về công nghiệp hỗ trợ với